Cháu là Nguyễn Thị Vân ở quận 7. Hôm nay cháu có 31 câu hỏi xin được hỏi bác. Xin bác giải đáp giúp cho, cháu cảm ơn bác. Mời câu hỏi. Thưa bác, đạo Phật có mấy pháp môn tu thưa bác? Đạo Phật có 6, tất cả là 6 pháp môn tu. Đặc biệt cái đạo Phật á, là có đến 6 pháp môn tu, còn tất cả các đạo khác, đạo nào cũng có một pháp môn tu thôi. Rồi, mời con hỏi câu số 2. Dạ. Câu 2, thưa bác, cháu muốn tu theo đạo Phật, đầu tiên cháu phải học gì trước thưa bác? Cháu muốn tu theo đạo Phật á, mà nó chuẩn nhất á, là đầu tiên cháu phải học cái quyển giáo lý trước. Khi mà cháu thông được cái quyển giáo lý này thì cháu mới vào đạo Phật mới đúng được, còn bằng không học giáo lý thì chắc chắn vô đạo Phật phải sai. Rồi, mời con hỏi tiếp. Câu 3, đạo Phật có mấy loại giáo lý thưa bác? Đạo Phật có tất cả là 8 quyển giáo lý, chứ không phải ít đâu. Vì mỗi một giáo lý nó nói một cái đề tài. Đạo Phật có 6 pháp môn tu, thì có 6 pháp môn căn bản của cái này. Nhưng mà đặc biệt, đạo Phật nó có cái pháp môn thiền tông, nó chia cái pháp môn thiền tông nó chia lên làm 3 cái quyển nữa. Vì thế mà đạo Phật nó có tất cả là 8 quyển giáo lý. Rồi mời cho hỏi tiếp. Câu 4, thưa bác, quyển giáo lý đạo Phật mua ở đâu ạ thưa bác? Quyển giáo lý đạo Phật thì bây giờ nó có bán nhiều, tất cả các chùa mà bán kinh sách á, cháu vô đó cho hỏi mua thì nó có. Rồi con hỏi tiếp. Câu 5, thưa bác, tánh thấy mà thấy cõi cô hồn là tánh thấy này của ai thấy? Người mà tu mà tánh thấy được cõi cô hồn thì phải là cô hồn thấy. Có nghĩa là cô hồn nhập vào xác của người đó đó, thì người đó mới thấy được cõi âm, gọi là cõi cô hồn. Rồi con hỏi tiếp. Câu 6, thưa bác, làm sao cháu minh tâm được ạ thưa bác? Cháu phải hiểu cái thế giới vật lý này nè. Minh tâm là cái gì? Là cho cái tâm mình nó sáng ra. Cái tâm mình nó là gì? Là cái trung tâm não bộ của mình đó, là gọi là cái trung tâm minh tâm. Mà trung tâm não bộ mình muốn sáng ra thì phải công đức vô thật nhiều thì nó mới sáng được. Ngoài ra không có cái gì mà thay đổi được nó. Muốn minh tâm thì phải công đức thật nhiều vào trung tâm não bộ, là cái nơi mà chứa tánh Phật đó, thì minh tâm có nghĩa là tánh Phật nó sáng ra. Rồi con hỏi tiếp. Dạ. Câu 7, thưa bác, lý do gì nhiều người đụng đâu tin đó thưa bác? Lý do nhiều người đụng đâu tin đó thì nó có 2 cái trường hợp. Một là cái người đó kiến cái học thức họ kém quá đi. Một hai là cái tần số âm họ thấp quá đi. Họ nghe ai nói gì họ cũng tin. Nó có 2 cái nguyên do. Một là kém học thức, hai là tần số con người đã bị âm quá thì đụng cái gì cũng tin. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ. Câu 8, thưa bác, chùa Thiền Tông Tân Diệu chuyên trình bày giác ngộ và giải thoát, cớ sao giáo hội Phật giáo Việt Nam cấm thưa bác? Cái phần này á, thì nếu mà bác trả lời đúng thì cũng không hay lắm. Vì thế mà nếu mà cháu muốn hỏi chắc chắn thì cháu phải hỏi giáo hội. Người cái chùa Tân Diệu người ta chạy giải thoát mà tại sao mấy ngày cấm? Cho biết lý do. Chứ còn bác không trả lời được cái này. Thấy không? Thôi con hỏi câu khác đi. Câu 9, thưa bác, vì sao Đức Phật không dạy cho đại chúng về pháp môn giải thoát này thưa bác? Cái thời Đức Phật còn sống đó, là con người trí khôn con người nó còn thời kỳ đồ đồng. Vì thế mà không tiếp thu nổi cái pháp môn thiền tông này. Vì pháp môn thiền tông này nó nói bằng khoa học, bằng thực tế. Người đồ đồng không thể tiếp thu nổi. Vì thế mà Đức Phật không dạy thời kỳ của Ngài còn tại thế. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác nói người tu không hề giải thoát được, mà người không tu mới có thể giải thoát được, cớ sao có chuyện ngược đời này thưa bác? Cháu phải hiểu cái quy luật vật lý thế giới này nè. Con tu hành thì nó sẽ chứng đắc tại thế đất này. Còn muốn giải thoát á, thì phải tìm con đường đi ra, chứ không phải tu. Nếu tu thì nó dính ra thế đất này. Dính thế đất này là cái gì?
tu để thành thánh ra trái đất này, này. Còn muốn giải thoát thì phải tìm công thức đi ra, chứ không phải tu, tìm công thức học hành cho đúng thì mới đi ra được. Còn nếu mà ngoài ra, nếu mà dũng công ở trái đất này mà dũng công tu thì thành thánh, cao nhất là thành thánh, còn thấp nhất là thành cô hồn. Đó, mình phải hiểu cái nguyên tắc thế giới vật lý này nó là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, câu 11, đạo Phật là đạo giác ngộ và giải thoát, sao các thầy không dạy bác? Bởi vì mình cũng không trách mấy ông thầy đâu. Là vì cái đạo giác ngộ giải thoát này mới công bố ra được có 3 năm thôi. Trước kia hoàn toàn Đức Phật không dạy cái này. Mà Đức Phật chỉ dạy trong vật lý thôi. Mà cái đạo giải thoát này thì mới công bố ra ngày 14 tháng 5 2017 thôi. Vì thế mà ít có người biết lắm. Chỉ người nào tu thiền tông mới hiểu được thôi. Còn người mà không tu thiền tông hoàn toàn không hiểu cái giải thoát là cái gì. Rồi cháu hỏi tiếp đi. Câu 12, thưa bác, theo cháu biết, ghế mà có hai con rồng ở hai bên là của vua ngày xưa. Nhưng tại sao ngày nay có nhiều thầy giảng đạo thích ngồi ghế có hai con rồng hai bên như vậy, là lý do gì thưa bác? Lý do mà các thầy thích ngồi ghế có con rồng là mấy ông thầy này muốn làm vua. Ông đó cho ta giỏi rồi, giờ ta muốn lên làm vua rồi. Cái làm thầy đã rồi, giờ muốn lên làm vua. Vì thế mới lên ngồi cái ghế có hai con rồng. Đây là cái tham vọng của con người đó là vậy. Tham vọng của người không bờ bến, đã làm thầy không chịu, mà muốn lên làm vua thầy nữa. Mà còn suy nghĩ sao? Thế giới vật lý này nó là vậy. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, câu 13 thưa bác, quyển giáo lý đạo Phật sao phải chia ra làm ba quyển như vậy thưa bác? Cái quyển giáo lý đạo Phật thiền tông này phải chia làm ba là có lý do. Thứ nhất, cái quyển thứ nhất là người ta viết căn bản của cái đạo Phật thiền tông thôi. Để chi? Để cho cái người có tham vọng người ta lấy đi. Ta lấy rồi ta nói của người ta. Khi mà ta lấy mà ta thấy không được rồi đó thì bắt đầu cái quyển số 2 là đạo Phật khoa học thiền tông Việt Nam sẽ được xin xuất bản. Còn cái quyển mà số 3 đó là đạo Phật khoa học thiền tông Việt Nam đặc biệt. Cái quyển này là nói sự thật từ trái đất vạn vật và tất cả những cái gì mà có sự thật trên trái đất này. Cái quyển này là hoàn toàn không có xuất bản được. Nhưng mà người nào có đủ sức xin xuất bản này bác sẽ giao cho. Và phải có làm cam kết trước chính quyền rằng tôi xuất bản được thì bác sẽ giao cái quyển đạo Phật khoa học thiền tông đặc biệt Việt Nam này. Rồi vì thế mà mới nó có cái dựng ba quyển của thiền tông. Rồi cháu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, câu 14, thưa bác nói trong tay của bác có 8 quyển giáo lý đạo Phật, cớ sao bác không xin xuất bản 8 quyển giáo lý này thưa bác? Con suy nghĩ đi, cái quyển quyền ký vừa ra mà cái quyển quyền ký nói sự thật mà còn bị cấm thì hỏi chứ làm sao quyển giáo lý xuất bản được. Vì thế mà bác không thể dám nói được cái điều này. Chừng nào mà cái quyển giáo lý xuất bản được thì cái quyển quyền ký phải cho tái bản. Vì tại quyền ký đã xuất bản rồi mà đã cấm không cho tái bản. Vì thế mà cái quyển giáo lý không thể nào xuất bản được. Muốn xuất bản quyển này thì phải quyền ký phải tái bản thì cái quyển giáo lý mới xuất bản được. Rồi, con hỏi tiếp. Dạ. Câu 15, thưa bác. Thiền Tông Tân Diệu nói, ai cũng có tánh Phật, đây là rất đúng với lời dạy của Đức Phật. Cớ sao mấy ông thầy chùa chửi cho là của ma vương? Cớ sao vậy, thưa bác? Mấy ông thầy mà ông chửi là có lý do này. Tất cả những người chữ cái thiền tông này là ai? Là mấy ông thầy cúng, ông thầy bùa, ông thầy ngải, cấm chửi. Chứ con người mà đạo, người tu theo đạo Phật giác ngộ giải thoát người ta rất mừng. Thôi không có nói, ta còn khen đó. Chửi là mấy cái ông đó, mấy ông thầy cúng, ông thầy bùa, nên ta chửi. Cái này là thế giới vật lý nó là vậy. Cháu của họ không thắc mắc gì. Cái gì mà làm hại người ta thì người ta chửi là cái chuyện đó quy tắc vật lý thế giới này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ.
Câu 16. Chùa Thiền Tông Tân Diệu trình bày về đạo Phật phần nào cũng thực tế và khoa học, cớ sao bị cấm thưa bác? Cái này đó, nếu bác trả lời cho con thì cũng không đúng lắm. Dạy rất khoa học thực tế mà cấm thì con phải hỏi cái người mà cấm á, tại sao ta dạy thực tế khoa học mà ông lại cấm cho tôi biết. Vì cháu là một công dân, nhà nước cho tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, thấy cái gì mà không phải thì cháu hỏi cái người cấm á mới đúng hơn. Còn hỏi bác thì bác làm sao trả lời được. Rồi con hỏi câu khác đi. Câu 17, thưa bác, cớ sao có thầy nghe đến hai danh từ giải thoát, có thầy khen còn có thầy lại chửi, thưa bác? Thầy khen á là người ta được cái bằng cứu vớt ra khỏi cái quy luật vật lý này, người ta khen. Còn người ta chửi á là người ta lợi dụng cái đạo Phật để người ta kiếm tiền, người ta chửi. Nó hai cái dạng người. Một mà cái người mà muốn giải thoát thì người ta khen, còn cái người mà mất quyền lợi, người ta hành nghề cúng tụng á thì người ta chửi. Đây là thế giới vật lý nó là vậy đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu 18, thưa bác, có nhiều vị thầy giảng đạo Phật, có tất cả là 84.000 pháp môn tu, như vậy có đúng không thưa bác? Cái đạo Phật thì có 6 pháp môn thôi, còn 84.000 pháp này đó là do cái tưởng con người nó phát ra, chứ không phải pháp môn tu. 6 pháp môn tu mà biểu tìm cái pháp thứ 7 cũng không có, mà làm sao mà có 84.000. Bây giờ ông nào nói 84.000 là, bây giờ cháu chỉ cần hỏi thế này nè, tôi không cần 8.000 mà tôi chỉ cần 4.000 thôi. Không cần 84 mà tôi chỉ lấy 4.000 thì kê khai tôi thôi. Có không? Đây là do cái tưởng người ta, chứ làm gì đạo Phật có 84.000 pháp môn tu. Bởi vì tu theo đạo Phật mà không có quyển giáo lý thì nói tầm bậy. Đạo Phật làm gì có 84.000. Không? Bây giờ năm pháp môn đầu qua pháp môn thứ 6 rồi nó đã chửi rồi, chứ làm sao có 84.000 đó. Tại người ta không hiểu, đặc biệt là tại vì không có quyển giáo lý hướng dẫn, thành ra mỗi ông nói một kiểu đó. Cái tưởng mà tưởng đâu là cái pháp, cái tưởng của cái tánh tưởng con người là 84.000 cái tưởng, mà ta tưởng là tu, cái này nó sai là sai chỗ đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu 19, thưa bác, các chùa hàng ngày cúng cho Phật ăn có đúng không thưa bác? Con biết thế giới này là gọi là ngũ thú tập cư, thần người ngã quỷ súc sanh địa ngục, Phật đâu ở đây mà cúng. Phật ở trong này, một người toàn năng toàn giác ta về Phật giới rồi không dám vô đây đâu, ta ở đây ta sợ rồi ta chạy ra, ta làm gì có cúng Phật ăn sau này. Ở chùa muốn cúng là cúng của hồn, mà cúng của hồn cúng ngoài chùa đó, để nó đừng có phá cái chùa thôi. Chứ làm gì cúng Phật, Phật ở đâu đây mà ăn. Và con suy nghĩ nè, ở Việt Nam mình có 18.600 ngôi chùa, đồng loạt chưa cúng hết, ông Phật ăn ai? Ông Phật ông làm sao? Không lẽ Phật thần cũng ăn, phải không? Thì nó không có hợp lý. Mà muốn cúng thì phải cúng cô hồn vào 4 giờ chiều, cúng ngoài chùa. Để chi? Năn nỉ sau mấy ngày đừng có phá chùa để cho chùa tôi làm ăn, chùa tôi tu. Chứ không có cái chuyện mà cúng Phật ở trong chùa, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu 20 thưa bác. Thưa bác, theo cháu được biết, người tu theo đạo Phật sau cùng là giải thoát, cớ sao đến các chùa hỏi công thức giác ngộ là giác cái gì không chùa nào biết được, vậy các chùa cất ra để làm gì thưa bác? Cái phần này nó trả lời hai cái vế. Một là người ta không biết, người ta tu cất ra để người ta tu, để mà tu tưởng, thấy không? Vì năm pháp môn vật lý mà còn không hiểu. Còn thứ hai nữa, cái lý thuyết thứ hai nữa đó, tất cả các chùa cất hiện nay là để duy trì cái đạo Phật. Để chi? Để 2561 năm sau
đạo Phật được công chính thức được công bố pháp môn giải thoát ra. Đó là cái lý hai, cái lý do thứ hai nó là vậy. Có nghĩa là chùa cắt ra để duy trì cái đạo Phật, để đến 2561 năm pháp môn giải thoát được chính thức công bố ra thì đạo Phật mới là đạo Phật. Trước kia gọi là đạo tưởng chứ không phải là đạo Phật. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu 21. Thưa bác, người tu theo đạo Phật trí óc phải như thế nào thưa bác? Mình muốn tu theo đạo Phật đó, thứ nhất là phải sáng suốt, thấy không? Thứ hai, mình nhận định cái gì phải nhận định bằng khoa học, bằng thực tế, không có mù mờ. Thứ tuyệt đối đừng có mê tín, tu theo đạo Phật đừng mê tín. Đó mới là người tu theo đạo Phật. Vì sao? Đạo Phật là đạo giác ngộ, mà giác ngộ này là toàn giác, cái gì cũng biết hết, thì phải vô đạo Phật mới là hiểu cái này. Vô đạo Phật là đạo giác ngộ, gọi là cái đạo toàn giác, cái gì cũng biết hết, mới là người tu đạo Phật. Rồi con hỏi tiếp đi. Ở thế giới này, người nào mà có bằng tiến sĩ ngành nào đó thì rõ thông 100% của ngành đó. Cớ sao trong đạo Phật có rất nhiều vị thầy tu Phật giáo họ có bằng tiến sĩ Phật học? Cớ sao cháu hỏi những vị thầy có bằng tiến sĩ Phật học này công thức giải thoát ra sao? Không vị thầy tu sĩ có bằng tiến sĩ Phật học này, không vị thầy nào biết, sao có chuyện lạ như thế thưa bác? Ở thế gian này, các ngành nghề có bằng tiến sĩ thì họ thông 100% cái ngành nghề của họ. Nhưng mà đặc biệt cái đạo Phật khoa học thiền tông này nè, cái bằng tiến sĩ anh không thể thông nổi cái công thức giải thoát được, là lý do vì công thức giải thoát này mới Đức Phật mới cho công bố ra cách đây 3 năm thôi, thì những cái người có bằng tiến sĩ họ không hiểu nữa. Vì thế mà muốn thông hiểu cái này không phải cần cái bằng tiến sĩ, mà muốn thông hiểu này thì phải làm sao minh tâm kiến tánh. Có nghĩa là cái tâm mình sáng ra, cái tánh Phật thấy thì hiểu hết tất cả những gì có trên trái đất này, hiểu hết. Vì thế mà tu học vị bằng tiến sĩ Phật học dầu có 10 cái bằng cũng không ăn thua gì hết. Không hiểu được cái này đâu. Vì thế mà cháu hỏi người ta không hiểu là đúng là vậy đó. Rồi cháu hỏi tiếp đi. Dạ, câu 23. Thưa bác, pháp môn thiền tông ở Việt Nam có vua Trần Nhân Tông tu, cớ sao có nhiều thầy chửi cho là của bọn ma vương, sao kinh khủng như vậy thưa bác? Cái phần này thì bác cũng không trả lời cho cháu được là sao. Cái con phải hỏi là cái ông mà chửi đó, người ta dạy vua Trần Nhân Tông là một vị vua, là một vị tổ thiền tông đời thứ 34 của dòng thiền. Người ta tu thiền tông tại sao mấy ông chửi? Ông tu cái gì? Ông tu có hơn cái ông Trần Nhân Tông không mà ông chửi người ta? Cháu phải hỏi là cái người chửi đó mới đúng. Còn bác thì làm sao dám? Bởi vì người ta có, tất cả những người tu là người ta có cái lực mạnh lắm. Thành ra khôi, bác không dám trả lời câu này đâu. Rồi con hỏi câu khác đi. Dạ, câu 24 thưa bác. Danh hiệu đạo Phật Thiền Tông là của chùa Thiền Tông Tân Diệu, sáng lập ra từ ngày 15 tháng 10 năm 1956. Cớ sao ông Đức Tịnh nói là của ổng thưa bác? Ở trái đất này con nên nhớ rằng tất cả cái sinh hoạt trên trái đất này, cái gì mà nói ra thì sẽ có người này người kia. Vì thế mà tôi không nói ai, người nào có tham vọng thì người ta đi lấy cái này thôi. Cái đó là của mình, cái đó là chuyện đời, nó là vậy thôi. Cái đó là sự thật, không có thua gì đâu. Thì bây giờ đó là cái tánh người, tánh người ai cũng tham. Thì người ta là, thì cái người mà tham thì ta nói của người ta thì rất đúng. Cháu cũng không thắc mắc gì cái chuyện này. Rồi, cháu hỏi tiếp đi. Dạ. Câu 25. Thưa bác, đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát, cớ sao nhiều người cho là đạo tà thưa bác? Nói đúng, người mà nó nói về đạo tà không có nhiều người nói đâu. Mà chiều mấy ông thì cúng quá. Mấy ông thầy cúng, ổng làm cúng của hồn mà ổng nói mình là đạo tà là gì? Trật phạt, chứ mà nó sai đối với cái việc làm của mấy ổng, thì ổng chửi là đạo tà là đúng.
Cái người mà chửi đầu tà này là chính là mấy ông thầy cúng. Chứ cái người mà ta tu giải thoát ta không ai chửi cái này đâu. Rồi cho hỏi tiếp đi. Dạ. Câu 26, thưa bác, đạo Phật, khoa học, thiền tông có lợi ích gì thưa bác? Đạo Phật, khoa học, thiền tông thì nó có rất lợi ích. Nói ra cái gì cũng bằng thực tế và khoa học. Nó giúp con người ta không còn mê tín nữa, mà giúp con người ta hiểu tất cả những gì trên trái đất này có hoàn toàn bằng khoa học. Vì thế mà gọi là đạo Phật khoa học. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ câu 27, thưa bác, đạo Phật, khoa học thiền tông Việt Nam có khác gì đạo Phật phổ thông không thưa bác? Đạo Phật khoa học thiền tông Việt Nam thì nó có khác hoàn toàn cái đạo phổ thông. Đạo phổ thông ta tu theo thành tựu, theo quy luật vật lý, nhân quả luân hồi. Còn cái đạo Phật khoa học thiền tông này người ta chỉ rõ cách tất cả những gì mà có trên đại đất này và cái công thức thoát ra ngoài cái quy luật này. Nó có khác là khác ở chỗ đó. Đạo phổ thông thì người ta tu để thành cái gì ở trái đất này. Còn đạo khoa học thiền tông là người ta dạy tu thoát ra ngoài cái quy luật vật lý này, trở về Phật giới. Nó khác là khác chỗ đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Tại sao có danh từ đạo Phật khoa học thiền tông Việt Nam thưa bác? Rồi sở dĩ mà có cái danh từ đạo Phật khoa học thiền tông Việt Nam thì nó có cái lý do này. Đạo Phật là cái gì? Là cái đạo trùm khắp. Thấy không? Khoa học là nói gì cũng bằng khoa học hết. Thiền tông là nó đi theo cái dòng thiền của mấy ông tổ. Việt Nam là nó công bố ra tại nước Việt Nam. Vì thế mà có cái danh từ đạo Phật khoa học thiền tông Việt Nam. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu 29. Thưa bác, tại sao khi chết mà tái sanh lại làm người, sao không biết các người thân của mình đời trước, thưa bác? Theo quy luật nhân quả trái đất này đó, con chết tái sanh là làm người. Khi mà con chưa tái sanh con biết hết. Nhưng mà khi con vào cái tử cung của người mẹ, tử cung của người mẹ là cái gì? Tử cung là cái nơi sanh ra con, và cũng là cái nơi làm cho cái con người trước đó, quên tất cả những gì khi sanh ra. Lại nó qua cái tử cung này nó có hai cái nhiệm vụ. Một là nơi sanh ra con, hai là làm cho những cái gì đời trước mình quên hết. Vì thế mà khi sanh ra, người mới sanh ra không hiểu gì đời trước, phải đi học hỏi từ từ lại đó. Thì đây là cái lý do cái thế giới gọi là thế giới vật lý là cái chỗ này đó. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ câu 30, thưa bác, ở trái đất này tại sao mình không cầu xin ai được thưa bác? Con sẽ nghĩ là trái đất này cầu xin ai? Trái đất này là nơi ngũ thú tập cư, thần người ngạ quỷ súc sanh địa ngục. Mình cầu xin ai giờ? Không lẽ cầu xin thần? Thần là cái ông quản lý và thực thi nhân quả. Người là công cụ của tánh Phật, cho tánh Phật mượn để tạo công đức, phước đức và ác đức. Ngạ quỷ là cái nơi mấy ông giành giật mà không lẽ đi cầu xin ông? Vì thế mà trên trái đất này không cầu xin ai được ở trên trái đất này. Là lý do như vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu 31, thưa bác, luật pháp nhà nước Việt Nam có quy định hành nghề gì thì phải treo bảng hiệu sản phẩm đó thật rõ ràng. Theo luật pháp nhà nước thì chùa Lào tu theo pháp môn Lào phải treo bảng hiệu tu của Phật pháp môn đó. Cớ sao không chùa Lào tu mà không treo bảng hiệu pháp môn mình tu thưa bác? Cái quy định của nhà nước thì rất đúng. Anh hành nghề gì thì phải nói rõ ràng. Còn cái đạo Phật này nó nhiều pháp môn tu, sở dĩ người ta không treo bảng thì cũng biết tại sao. Nếu mà treo bảng mà người ta vô ta hỏi mình không hiểu làm sao đây? Vì thế mà ta không treo bảng. Nhưng mà cái này, cái câu hỏi này con nên hỏi đến cái chùa, hỏi đúng hơn. Còn bác chỉ biết rằng theo luật pháp anh làm nghề gì thì phải treo bảng hiệu rõ ràng cái đó thì đúng. Còn vấn đề mà mấy thầy không chịu treo bảng thì phải hỏi, ủa cái chùa ông tu cái gì, thầy tu cái gì mà thầy không treo bảng là tôi biết. Nghe không? Thì con phải đến cái chùa đó con hỏi mới đúng hơn. Rồi con hỏi tiếp đi. Nếu chùa Lào tu 6 pháp môn thì treo bảng hiệu một trong 6 pháp môn này, còn chùa Lào tu theo
84.000 pháp môn tu cũng phải treo bảng hiệu một trong 84 pháp môn này chứ. Cớ sao cháu không thấy chùa nào treo bảng hiệu của pháp môn mình tu, thưa bác? Cái phần này thì chắc là cháu phải đến hỏi cái chùa đó đó. Ủa, chùa Đạo Phật có 84.000 pháp môn tu, sao thầy không treo cái bảng thì tôi biết cái pháp môn nào thầy dạy cái gì, chùa thầy dạy cái gì thì con phải đến cái chùa đó con hỏi mới đúng hơn. Còn bác là chỉ là một con người soạn giả viết sách ra, viết về Đạo Phật Thiền Tông. Ai thắc mắc về Thiền Tông lại đi bác hỏi, bác trả lời cho. Còn cái chuyện mà ta treo bảng thì cái này là phạm vi của người ta, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con đã hết câu hỏi ạ, xin cảm ơn bác ạ. Thưa bác, con tên là Nguyễn Thị Mỹ, con ở tỉnh Tiền Giang. Hôm nay con có một số câu hỏi, con xin bác giải đáp cho cháu. Câu số 1, thưa bác, nếu mình tu mà không đúng sự thật thì có hệ lụy gì không, thưa bác? Mình tu đạo Phật, bất cứ đạo nào vậy, mình phải tu đúng cái giáo lý của cái giáo chủ đã dạy. Còn riêng cái đạo Phật này nè, con mà tu không đúng cái lời của Đức Phật dạy á, thì rất hệ lụy, rất trầm trọng. Thứ nhất, bản thân cháu bị làm sai, thì con cái bản thân cháu mà làm sai đó thì lục đạo luân hồi con phải đi theo con đường này nè. Mà thứ hai, người mà theo cháu tu mà còn sai nữa là tất nhiên trong kinh Đức Phật thường nói cái câu này, một người mù dẫn một đám mù đi theo. Là sao? Đã mình chịu cái hệ lụy này rồi mà còn dẫn một đám nữa theo thì như thế nào? Vì thế mà tu theo đạo Phật là phải bắt buộc anh phải có giáo lý, còn anh không có giáo lý thôi đừng có tu. Anh ngồi đó anh tu tưởng đi, rồi tự anh bị nhân quả nặng, rồi còn dẫn người ta đi theo nữa thì không nên. Vì thế Thiền Tông ra đời khuyên người tu là anh phải tu bằng giáo lý, đừng có tu mù, đừng có tu tưởng. Nó vì mình tu mù tu tưởng thì hệ lụy không thể nào lường trước được. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu số 2, thưa bác, trước đây con tu theo đạo thánh, vậy sau khi chết con thành gì, thưa bác? Nếu con tu theo đạo thánh thì chết làm con của thánh. Nguyên tắc mình tu theo người nào thì chết làm con của người đó, thấy không? Gọi là con tu đạo thánh thì chết con sẽ được làm con của thánh. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, cháu muốn tu giải thoát phải đến nơi nào học, thưa bác? Con muốn tu giải thoát thì đến cái chùa nào có để cái chữ là chuyên dạy giải thoát thì con vô đó con xin học. Mà trước nhất con xin vô cái chùa đó đó. Không phải thưa thầy cho con cái quyển giáo lý giải thoát để con về con đọc. Rồi từ đó thì con mới tu theo được. Chứ không phải muốn hô giải thoát là nhào vô tu, không phải đâu. Trước mắt vô cái chùa đó, thấy người ta ghi là chuyên dạy giải thoát thì con phải xin cái quyển giáo lý về đọc trước. Còn nếu mà con không được cái quyển giáo lý này, người ta dạy mơ hồ con gì cũng quên, bắt buộc phải có quyển giáo lý. Mỗi khi quên thì con lật giáo lý ra con coi, thì vậy mới là đúng. Muốn giải thoát thì đến chùa nào có ghi là nơi chuyên dạy giải thoát thì đến chùa đó xin học tu. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu số 4, thưa bác, chùa là nơi chuyên dạy giác ngộ và giải thoát, cớ sao cháu đi tìm nhiều nơi mà không thấy chùa nào treo bảng dạy, sao lạ vậy bác? Cái chùa là nơi giải thoát nhưng mà nó kẹt ở chỗ này nè. Pháp môn giải thoát này Đức Phật dạy cách 2020 là 2564 năm. Mà Đức Phật truyền cái pháp môn này đi theo dòng Thiền Tông 36 vị tổ dẫn đi, cho công bố ra ngày 14 tháng 5 2017. Vì thế không có chùa nào biết cái công thức giải thoát. Duy nhất chỉ chùa nào mà chuyên dạy cái công thức này thì người ta mới biết thôi. Mà tôi nói thật là ở Việt Nam mình duy nhất chỉ có một chùa thôi. Một chùa đó biết dạy giải thoát, còn tất cả kia hoàn toàn là tu cúng hết, không có chùa nào dạy giải thoát. Thì con lên mạng con tìm có cái chùa nào dạy cái này thì con đến cái chùa đó con hỏi. Chứ bác đây không nói cái chùa đó là chùa nào. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu số 5, thưa bác, thầy đi giảng đạo Phật mà chuyên nói chuyện vui cười, vậy vị thầy này có giải thoát không, thưa bác?
dạy giải thoát thì người ta chạy công thức chứ ai đi dạy cơ, cười là mấy công hề. Không đi dạy chứ dạy Phật là phải dạy công thức nghiêm chỉnh, dạy công thức phải nghiêm chỉnh. Còn mấy ông dạy vui cười là mấy cái ông hề đi kiếm tiền thôi chứ làm sao có giải thoát được cái này, thấy không? Cho nên nhớ rằng con đi nghe mà ông nào dạy vui cười thôi bỏ đi đi thôi. Có thì giờ đâu mà đi tìm mấy cái ông nói chuyện vui. Chuyện vui thì mở nhà, mở tivi nghe chứ đi đâu chứ cho nó mệt, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Câu số 6. Thưa bác, lý do gì mà đạo Phật có đến 6 pháp môn? Đạo Phật nguyên tắc á, một pháp môn nào tu thì nó phải có quyển giáo lý. Mà đạo Phật có 6 pháp môn tu là nó chỉ từng pháp môn tu, thành tựu của từng pháp môn tu một. Vì thế mà đạo Phật phải có 6 pháp môn tu để đáp ứng cho bất cứ ai muốn tu cái gì thì người ta vô pháp môn đó người ta tu. Vì thế mà đạo Phật phải có 6 pháp môn tu để cho thỏa mãn cái lòng của con người đó. Là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu số 7. Thưa bác, cháu nghe nói có nước trời, dãy cõi, trên trời có bao nhiêu nước thưa bác? Trên trời nguyên tắc 33 nước cõi trời và 6 nước tịnh độ. Là kêu bằng cõi trời đây là trong chuyên môn của nhà Phật gọi là tam giới. Ba cái giới này nó có 45 cái nước. Tức là 4 cái hành lịch, 45 cái hành tinh có sự sống đó, thấy không? Đó. Trên trời, mình ta gọi trời chứ sự thật đó, Đức Phật ông nói là người sống trên tam giới, sống trên tam giới. Còn mình đây là sống ở trên địa cầu ngũ thú tập cư, sống bằng tứ đại. Còn trên trời nó không sống bằng tứ đại mà nó sống bằng điện tử, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Câu số 8. Thưa bác, cháu nghe nhiều người nói tu mù là tu làm sao vậy thưa bác? Tu mù là mình không biết cái mục đích của nó. Mục đích tôi tu được cái gì không biết, gọi là tu mù. Mà đặc biệt cái người tu mù là không có giáo lý, người ta gọi là tu mù. Tu mà không căn bản thì gọi là tu mù, tu không có giáo lý. Bất cứ đạo nào vậy anh tu, đạo nào vậy mà nếu mà anh có cái giáo lý là anh tu không hoàn toàn không mù, tu rất sáng suốt. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu số 9. Thưa bác, người có trí sáng suốt phải là người như thế nào thưa bác? Người trí sáng suốt đó, thì mình tin theo cái gì, mình làm bất cái gì phải làm bằng thực tế và khoa học là người sáng suốt. Còn mình làm mà mình làm đại, mình không hiểu cái thành quả của nó như thế nào mà mình làm đại thì người không sáng suốt. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu số 10. Thưa bác, người đi giảng đạo như thế nào mà gọi là thầy lừa thưa bác? Thầy đi giảng đạo là thầy lừa đó. Bây giờ tôi nói về cái phần đạo Phật đi. Đạo Phật là giác ngộ giải thoát. Mà anh không biết giác ngộ giải thoát mà đi giảng để đi lừa người ta. Đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát. Tại sao anh không có dạy cái giác ngộ giải thoát mà anh dạy cái gì? Thì quá ra anh đi lừa người ta. Có nghĩa là mục đích anh không biết. Người ta gọi là thầy lừa là lừa của chỗ này. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu số 11. Thưa bác, muốn xóa mê tín phải làm sao và ai đứng ra xóa mê tín này thưa bác? Mê tín là cái gì? Là cái tin lầm, tin sai sự thật. Thì bây giờ cái quyển sách nào mà nó viết về căn bản sự thật trái đất này thì cái quyển sách đó phải xuất bản ra thì người ta mới hiểu được. Còn nếu mà không có cái quyển sách nói về căn bản của cái thế gian này, mình tu thì hoàn toàn nó sai, thấy không? Muốn không bị sai thì phải có cái quyển sách viết về sự thật của trái đất này. Mà trước đây có một người viết ra, có một người viết ra sách là sự thật trái đất. Từ hữu hình vô hình có một người viết ra rồi. Con nên tìm cái quyển sách đó đã còn đọc thì con sẽ không bị sai. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu số 12. Thưa bác, nhà nước cho toàn dân tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Nếu xóa mê tín có ảnh hưởng gì đến tự do, tín ngưỡng và tôn giáo không thưa bác? Mình đã nhớ là nhà nước thì cho tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, còn mê tín là khác. Xóa mê tín là xóa tin không đúng sự thật. Ví dụ bây giờ thì các cái tôn giáo không ảnh hưởng gì hết. Tại sao? Ví dụ cái đạo đó người ta tu lên trời sống thì người ta tu đúng. Làm sao xóa người ta được? Đâu phải mê tín. Tu lên trời sống không phải mê tín. Còn tu làm thần cũng không phải là mê tín.
Mà mê tín này là làm những cái chuyện mà người thế gian không chấp nhận được, gọi là mê tín. Nó quá sai gọi là mê tín. Còn ta tu đúng theo quy luật vật lý không phải là mê tín. Vì thế mà xóa mê tín không ảnh hưởng gì các tôn giáo hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu số 13. Thưa bác, hiện nay có quá nhiều người mê tín nhưng không ai xóa mê tín. Vậy phải làm sao để xóa mê tín thưa bác? Cái phần này á, nó có hai cái nơi chịu trách nhiệm. Thí dụ nhà nước quản lý về mê tín gì đó thì nhà nước chịu trách nhiệm xóa này. Thứ hai, tôn giáo nào có mê tín thì tôn giáo đó phải chịu trách nhiệm xóa cái mê tín này. Nó có hai nơi. Nếu mà về cộng đồng thì nhà nước, còn nếu tôn giáo thì lãnh đạo tôn giáo đó phải có nhiệm vụ xóa cái này. Đó là hai cái nơi, chứ không phải là nhà nước không phải làm hết được đâu. Đạo nào thì anh phải tự điều chỉnh đấy, còn bên ngoài cộng đồng thì nhà nước thực thi cái này. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu số 14. Thưa bác, luật về mê tín này do cơ quan nào phụ trách thưa bác? Luật mê tín này thì nó thuộc về cơ quan văn hóa. Nếu nói đúng cao nhất là cái bộ văn hóa phải lo cái chuyện này. Đây là cái văn học của người Việt Nam. Thì cơ quan đó là đứng trung ương thì bộ văn hóa, còn địa phương thì các phường xã phụ trách về văn hóa phải chịu trách nhiệm cái này. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu số 15. Thưa bác, nếu viên chức của chính quyền địa phương mà thực hiện quá chức năng dẹp mê tín thì người dân có được quyền khiếu nại không thưa bác? Mình sống ở đây là sống pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Có nghĩa là bây giờ nhiệm vụ của anh làm thì phải đúng nhiệm vụ của anh. Còn anh làm vượt thì được quyền khiếu nại. Người dân đó, vì chúng ta sống đây là sống trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, nên nhớ là đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, nhân dân được quyền cái này. Nhưng mà nên nhớ làm chủ đúng của người làm chủ, chứ không phải muốn làm gì làm, nhớ nha. Làm chủ đúng theo luật pháp. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu 16. Thưa bác, con người sống ở trái đất này có mấy thời kỳ thưa bác? Ở trái đất này nó có 3 thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất là trái đất nó hủy diệt, nó thuộc về thời kỳ đồ đá. 3.000 sau, năm sau, thời kỳ đồ đồng bắt đầu chuyển lên. 4.000 năm sau, thời nguyên tử nó nổi lên là 3 thời kỳ. Đồ đá, đồ đồng và đời nguyên tử. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu số 17. Thưa bác, xin bác giải thích các thời kỳ sống của loài người sống, thưa bác. Thời kỳ loài người sống thì nó cũng có 3 cái thời kỳ. Cái thời kỳ sơ khai nó cũng thuộc về đồ đá đó. Rồi cái thời kỳ mà dân, thời kỳ gọi là thượng pháp. Thượng pháp là cái thời kỳ ban đầu của một đạo Phật thôi. Cái 3 thời kỳ này chỉ đạo Phật chỉ áp dụng cho đạo Phật thôi, chứ còn tất cả tôn giáo kia nó không có nói 3 thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất là thời kỳ thượng pháp, là đầu tiên một vị toàn năng toàn giác dạy cái này ra. Thời kỳ trung pháp là thời kỳ mà cái pháp này nó luân chuyển, nó luân chuyển thôi. Còn cái thời kỳ mạt pháp là cái chân thật của cái đạo này nó sẽ được công bố ra, gọi là thời kỳ mạt pháp. Đó. Nếu mà con người theo đạo Phật thì nó có 3 cái thời kỳ này, còn đạo khác nó không có nói, thấy không? Vì thế mà mình tu theo đạo Phật phải hiểu, mình phải có trí tuệ, mình hiểu cái này nè, phải tìm hiểu đạo Phật một cách rõ ràng thì mới tu đạo Phật không sai được. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu 18. Thưa bác, trong đạo có mấy thời kỳ, xin bác giải thích cho con rõ. Trong đạo cũng có 3 thời kỳ đó, thì nó là thượng pháp, trung pháp, mạt pháp. Mạt pháp này nó chia ra 5 thời kỳ: mạt thượng, mạt trung, mạt hạ, và mạt mạt pháp và mạt hạ màng pháp, là nó kết thúc cái thế giới này. Nó sẽ quay trở lại thời kỳ đồ đá lại. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu 19. Thưa bác, tôn giáo lập ra để làm gì thưa bác? Tôn giáo thường tôn giáo người ta lập ra để thỏa mãn cái tưởng của con người. Nếu mà con người bị sống bằng cái tưởng, nếu mà không có tôn giáo thì con người sống không nổi. Vì thế mà tôn giáo lập ra để thỏa mãn cái tưởng của con người.
Rồi con hỏi tiếp. Câu số 20. Thưa bác, tôn giáo lập ra có ích gì cho loài người không thưa bác? Tôn giáo lập ra là để cho người ta có cái nơi nương tựa mà người ta không đau khổ. Ví dụ con ngồi con tưởng mà không có nương tựa thì con rất buồn. Vì thế mà tôn giáo lập ra để thỏa mãn cái tưởng con người là có ích lợi, là con không bị buồn. Con đang buồn, con vô nhà thờ, con vô chùa, con tu hoàn toàn không buồn. Đó. Tôn giáo lập ra là để thỏa, để là giúp cho con người không có buồn rầu mà có một cái tương lai người ta sống. Đó, tôn giáo lập ra là nó có hai cái trường hợp này. Rồi con hỏi tiếp. Câu số 21. Thưa bác, các tôn giáo ở trái đất này do ai lập ra thưa bác? Tôn giáo này thì nó đúng ra là nó có hai cái dạng người lập. Một là thánh lập, hai là người lập. Người lập là cái người toàn năng toàn giác lập. Và một thánh là thánh, là cái vị thánh cao nhất của các loài thánh lập ra. Đạo Phật, đạo, tất cả đạo ở trên trái đất này nó có hai dạng, một là thánh cao nhất, hai là người toàn năng toàn giác lập ra. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu 22. Thưa bác, đạo Phật có phải do một vị thánh lập ra không thưa bác? Không, đạo Phật là do một vị toàn năng toàn giác dạy chứ không phải do vị thánh. Vị thánh là lập ra đạo thánh thôi, thấy không? Mà thánh nó rất nhiều nhánh chứ không phải có một thánh thôi, thấy không? Thánh thì nó rất nhiều, còn đạo Phật duy nhất. Chứ ông toàn năng toàn giác này ông dạy sáu pháp môn thôi, chứ ông không dạy hơn. Mà pháp môn nào cũng dạy rõ, rất rõ ràng pháp môn đó, nó không sai chỗ đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu số 23. Thưa bác, như vậy đạo Phật do ai lập ra thưa bác? Đạo Phật là do một vị toàn năng toàn giác lập ra. Lập ra để nói bằng quy luật của vật lý trên đất này, bằng quy luật thoát ra ngoài quy luật vật lý trên này. Vị toàn năng toàn giác là dạy, là dạy vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu số 24. Thưa bác, người toàn năng toàn giác là sao thưa bác? Toàn năng toàn giác là cái gì cũng biết. Toàn năng là làm được tất cả. Toàn giác là biết được tất cả, gọi là toàn năng toàn giác. Rồi câu hỏi tiếp. Câu 25. Thưa bác, người toàn năng toàn giác họ có gì mà được vậy? Người toàn năng toàn giác, cái người toàn năng toàn giác người đó phải được ngũ nhãn. Ngũ nhãn là năm con mắt: Phật nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn và nhục nhãn. Đây mới gọi là có người toàn năng toàn giác được. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu 26. Thưa bác, xin bác kể ngũ nhãn của vị toàn năng toàn giác cho cháu nghe được không ạ? Ngũ nhãn mà của người toàn năng toàn giác, ngũ nhãn là con mắt Phật, là nhìn khắp trong càn khôn vũ trụ này, biết sinh diệt của nó, biết do đâu mà có, quy luật nhân quả như đâu, như nó biết hết, gọi là Phật nhãn, là trùm khắp mọi nơi mà. Còn thiên nhãn thì nhìn được trong một cái bầu tam giới, 45 hành tinh và sa số cái hành tinh vật tư là thiên nhãn. Còn huệ nhãn thì mình nhìn thấy được cái cõi vô hình. Mình ở đây không thấy. Bây giờ khoa học nó đã chứng minh những người mà có cái con mắt mà phân giải cao đó, nó chế ra những cái Phật nhãn, cái nhục nhãn mà có phân giải cao, nó nhìn thấy được cõi vô hình. Đó là cái, rồi cái huệ nhãn, pháp nhãn là nó nhìn thấy được cái sinh diệt. Có nghĩa là con người mà có huệ nhãn đó, con nhìn được cái pháp nhãn đó, con nhìn thấy con người con có thể là sinh diệt từ ly, từ tí, từ sát na đó. Vì thế mà bây giờ khoa học nó chứng minh là nó đưa cái máy, nó cắt lớp, nó rọi con, nó nhìn thấy cái vận hành của con người luôn á. Thì cái kia bằng cái pháp nhãn đó, nó của một vị toàn năng, nó thấy được cái này. Bây giờ khoa học nó chứng minh nó đã có đó. Còn nhục nhãn là mắt bình thường của ai cũng có đó. Thì người này á, được ngũ nhãn gọi là người toàn năng toàn giác là người này nè. Vì thế là cái người này lập ra đạo không sai. Còn nếu mà người mà không có cái ngũ nhãn này thì lập đạo hoàn toàn sai. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu số 27. Thưa bác, xin bác kể công dụng của vị có ngũ nhãn này cho cháu nghe được không ạ?
Thì ngũ giả thì mắt Phật. Mắt Phật thì nhìn khắp trong càn khôn vũ trụ, thấy tất cả những gì có trong vũ trụ này. Còn thiên nhãn thì nhìn thấy được tam giới, gục các cõi trời. Còn huệ nhãn là thấy của cõi vô hình. Còn pháp nhãn là thấy sinh diệt từng tế bào một. Còn nhục nhãn là con mắt thường của mình nè. Ai cũng có. Thì cái ngũ nhãn của người này là vậy. Mà người nào có được cái này thì người đó gọi là toàn năng, toàn giác. Rồi con hỏi tiếp đi. Con số 28. Thưa bác, thánh là ai? Thưa bác. Thánh là một vị thần linh hiện hình biến tướng, được làm bất cứ cái gì trong trái đất này cũng được gọi là thánh. Mà nó làm về cõi vô hình thôi. Mà thánh á, nó có thể mượn thân con người nó hoạt động được đó. Thánh á, thánh phải mượn. Thì cái người nào mà muốn thánh mà mượn á, thì anh phải có cái tần số âm. Nó nhập vô thì chỉ còn nói chuyện của thánh chứ không ạ. Vì thế mà dông nhập xác, chỉ dông đó là gì? Là thánh nhập. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu 29. Thưa bác, đạo Phật tu để được gì thưa bác? Đạo Phật tu thì nó có 6 pháp môn. Pháp môn thứ nhất là tu để thành thánh A-la-hán. Thứ hai, tu để thành giảng sư đạo Phật. Thứ ba, tu để thành kỹ sư đạo Phật. Thứ tư, tu để lên nước cực lạc hưởng sung sướng. Thứ năm, tu để làm thần y trị bệnh. Thứ sáu, tu để trở về Phật giới. Đó là 6 pháp môn tu của Đức Phật, của cái đạo Phật. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu số 30. Thưa bác, tu theo đạo thánh để thành cái gì thưa bác? Tu theo đạo thánh thì để làm thánh. Tại vì người ta, mấy người mà ta thích hiển linh đó, thì tu theo đạo thánh đó. Đạo thánh tu được rồi thì mình sẽ hiển linh, mình làm được cái này cái kia, biết quá khứ vị lai. Tu đạo thánh là tu vậy đó. Rồi con hỏi tiếp. Con hết câu hỏi rồi, con xin cảm ơn bác. Dạ, kính thưa bác trưởng ban, con tên là Đoàn Trúc Nhân ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con đến đây có một số câu hỏi, kính mong trưởng ban giải đáp giúp cho con ạ. Rồi câu hỏi đi. Dạ, câu hỏi thứ nhất. Dạ, con tu giải thoát, cớ sao không cầu xin Phật trợ giúp được thưa trưởng ban? Chỉ giải thoát mình tu ở thế giới này là mình làm, chứ còn không ai giúp được mình hết đó. Không phải còn sao giúp được. Ngày xưa gia đình ổng bị, còn ổng làm, ổng còn không giúp được. Con ổng mà muốn giải thoát, ổng không giúp được, là tự mình. Ổng chỉ dạy cho mình cái con đường giải thoát thôi. Rồi mình phải làm, thực hành cho đúng. Tự mình làm chứ, giống như bây giờ con suy nghĩ là con đói, sao con tự con ăn con mới no. Chứ người khác ăn sao con no được, thấy không? Vì thế mà Đức Phật không giúp con được, mà Đức Phật chỉ là ông thầy dẫn đường con về Phật giới thôi. Con phải hiểu cái thế giới này nó là vậy. Con hiểu đạo Phật nó là vậy đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, vậy là con muốn tu giải thoát là tự con tu, không có vị nào trợ giúp cho con được, có phải như vậy không thưa bác? Tự muốn giải thoát là tự mình, con muốn trợ giúp là người ta trợ giúp bằng văn bản, bằng sách vở, bằng cái cách chỉ con. Chỉ cho con biết, chứ con tự giải thoát là tự con làm. Vì thế mà trên đất này không có cầu xin lại lục ai được, mà chỉ có cảm ơn cái người nào mà đưa sách cho con thôi. Nên là cảm ơn thôi nha, chứ không phải lại vậy nha. Con phải hiểu. Bởi vì đạo Phật là sao? Phật đã từng nói, Phật ta thành được, các con thành được. Các con với ta đồng một bản lai, chỉ khác nhau Phật tỉnh con sai. Phật thì tỉnh, còn mình sai thì nó sai, sai xỉn đó, chứ không phải là sai tầm bậy. Vì thế mà phải đúng lời Đức Phật dạy. Còn nếu mà không đúng lời Phật dạy thôi đừng có tu. Tu theo đạo Phật rồi mang quả vào thân. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, vậy con hỏi câu thứ ba. Dạ, con tu theo Phật mà con không lại Phật, con cảm nhận như có lỗi với Đức Phật, thì con cảm nhận như vậy có đúng không thưa bác? Đây là đúng, con cảm nhận là đúng. Vì theo con đã sống theo quy luật vật lý, nó quen rồi. Không làm được cái gì thì tự nhiên mình có cảm nhận ái nái. Bởi vì đây là con đã từng sống trong nhân nghĩa lễ trí tín, con không làm được cái này thì con khó chịu lắm. Nhưng mà cái đạo Phật dạy con trở về Phật giới, không lại ổng được. Là vì ổng đã từng nói là ta
có Phật tánh, con cũng có Phật tánh mà lại ai bây giờ? Thấy không? Mình phải hiểu vậy. Vì thế mình cảm nhận, mình biết, mình thấy có lỗi sai, nhưng mà cảm ơn ổng, nên nhớ là phải cảm ơn. Cảm ơn Như Lai đã giúp cho con cái pháp môn thì trở về Phật giới. Cảm ơn không phải lại. Lại là gì? Ổng cũng Phật tánh, mình cũng Phật tánh. Ổng công đức nhiều là ổng Phật lớn, công đức ít Phật nhỏ thôi, cũng là Phật. Thấy không? Giống như con người 100 kg cũng con người, mà 10 kg cũng con người, chứ không phải con người 10 kg mà thua cả 100 kg. Phải ai cũng giống như ai, cái tư cách người là phải giống nhau. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu thứ tư. Dạ, con người sống thời văn minh là phải hiểu như thế nào về cốt tỷ của đạo Phật, thưa trưởng ban? Thời văn minh đó là gọi là cái thời kỳ trí tuệ, ai phải hiểu hết. Trí tuệ phải sáng suốt và hiểu theo cái kiểu mà nói theo khoa học là 4.0, cái gì cũng phải hiểu hết. Thấy không? Thứ nhất tuyệt đối là không mê tín. Đó, mình sống tu theo đạo Phật và tu bằng trí tuệ. Còn mình không trí tuệ thôi đừng có tu theo đạo Phật. Tu theo đạo nào tu đạo Phật tuyệt đối anh phải trí tuệ. Còn không trí tuệ thôi đừng có tu. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu thứ năm. Dạ, nếu mà con lại những gì ở trên trái đất này á, thì con sẽ được gì, thưa trưởng ban? Con lại trái đất này nó có hai cái đường. Một là con ngu quá, ai cũng Phật tánh như nhau mà lại. Còn cái người mà được con lại coi chừng bị cái nhân quả rất xấu. Anh tư cách gì anh mới bắt người ta lại anh? Anh cũng là con người. Thí dụ anh dạy người ta giải thoát, anh chỉ tiếp nhận cái chữ lời cảm ơn thôi. Nhưng mà trong đạo Phật Thiền Tông, cảm ơn cũng không được quyền nhận. Cái người phổ biến ra cũng không được quyền nhận cái lời cảm ơn của cái người đã học được của mình. Thấy không? Mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Vì thế giới là gọi là đạo Phật gọi là con người bình đẳng, ai cũng Phật tánh như nhau. Không ai hơn ai hết. Tại vì anh âm quá là anh ngu, tôi dương quá tôi khôn chút rồi. Âm dương cũng chết, kêu bằng khôn cũng chết, dạy cũng chết. Biết sống trở về Phật giới sống, biết đường về là trở về Phật giới. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu thứ sáu. Ở trên trái đất này á, có nhiều đạo dạy công bằng. Vậy trên trái đất này có công bằng được không, thưa trưởng ban? Trái đất này cái công bằng là để cho ổn định cái thế giới này thôi, chứ hoàn toàn không công bằng được. Vì thế mà tại sao không công bằng được? Vì thế giới này, thế giới nhân quả nó quay liên tục, không cách nào làm công bằng được hết. Thế nào phải lệch thôi. Còn cái công bằng đây là tương đối để cho người ta điều hành một cái quốc gia hoặc một cái tổ chức nào thôi. Không có công bằng được, không công bằng tuyệt đối. Vì thế mà mới có cái chuyện người kiện tòa án nó đứng ra nó xử. Nếu công bằng thì khỏi cần tòa án. Con sẽ nhớ không? Tòa án quận nào nó cũng có, thì làm sao công bằng được? Nếu công bằng thì tòa án dẹp, tương đối thôi, chứ không tuyệt đối công bằng được. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con hỏi câu thứ bảy. Dạ, xin trưởng ban giải thích cho con biết dòng họ là sao, dòng tộc là sao, thưa trưởng ban? Dòng họ là cái dòng họ Nguyễn, họ Trần, họ Đinh, Lê, Trần, Lý gì đó. Còn cái dòng tộc thì con phải nghe cái câu kể thế này. Trái đất có 4 dòng tộc đen, vàng, đỏ, trắng. Trời có 4 phương Nam, Bắc, Đông, Tây. Tam giới có 4 dòng quay, tạo ra nhân quả để gây luân hồi. Muốn lìa nhân quả phải thôi, học công thức giải thoát để về nhà xưa. Đó, con phải hiểu cái lệ này. Cái đạo Phật nó có những cái mà rất hay, nhưng mà sở dĩ không người dạy được là nó dở cái chỗ mà người ta không chịu học để mãi. Trong này nó trong giáo lý chứ không nào đó. Đạo Phật có giáo lý nhưng mà không đem ra sử dụng. Vì thế mà nó có nhiều vị thầy giảng không có đúng. Thấy không? Nhiều vị thầy có danh tiếng lắm nhưng mà giải hoàn toàn về cái cốt tủy đạo Phật không giải được. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu thứ 8. Là khi tánh Phật vào trái đất xin thần chủ thế giới cho vào gia đình để mượn thân và tánh người tạo công đức, được thần chủ thế giới chấp thuận, nhờ vị thần phụ tá dẫn vào dòng tộc. Vậy ở trái đất này có mấy dòng tộc, thưa trưởng ban? Thì trái đất này thì nó có 4 dòng tộc thôi. Thấy không?
cái nên nhớ con phải biết dòng tộc là khác, dòng tộc là nói về cho trái đất, còn họ tộc thì nó nói về kêu bằng một cái gia đình có liên quan đến đó, kêu bằng xu gia rồi này kia, nó gọi là họ tộc. Còn cái họ là cái họ Trần Đinh Lê gì đó, là cái họ, nó phải phân biệt cái này. Cái dòng tộc thì nó trật trùng, còn cái họ tộc là nó một nhóm, còn cái họ là đơn vị Đinh Lê Trần Nguyễn gì đó, thấy không? Rồi con hỏi tiếp. Dạ, dạ, ở trên trái đất này có nhiều đạo, vậy nhiều đạo lập ra để làm gì vậy thưa trưởng ban? Đạo trái đất này lập bởi vì con người ta có nhiều cái tưởng, thì bây giờ anh đánh tưởng cái gì thì đạo đó phải đáp ứng cho anh. Tôi tưởng tôi chết tôi lên trời thì cái đạo đó phải có cái đạo dạy lên trời. Còn cái đạo tôi muốn chết làm thần thì phải cái lập ra cái đạo thần cho tôi, nghe không? Còn muốn ra, tôi muốn chết làm thánh thì cái đạo thánh phải lập cho tôi. Vì đạo lập ra để thỏa mãn cái tưởng của con người, nó có vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp. Dạ, vậy con xin hỏi câu kế tiếp là các đạo đó lập ra để dạy cái gì thưa chứng mang? Các đạo dạy ra thì mỗi đạo dạy ra một hướng. Có cái đạo dạy lên trời hưởng phước, có cái đạo dạy lên cực lạc hưởng phước, có cái đạo dạy làm tiên, có cái đạo dạy làm thần, có cái đạo dạy làm thánh. Đó, mỗi đạo nó dạy riêng. Rồi có một đạo nó dạy để làm con người khôn ngoan nhất ở trái đất này. Đó, đạo lập ra nào đáp ứng cho nhu cầu của cái tưởng con người thôi. Rồi con hỏi tiếp. Dạ, vậy con hỏi câu thứ 11 là có đạo tu sau khi chết được giảng sanh lên nước đại hải thanh tịnh chúng sống. Vậy nước đại hải thanh tịnh chúng là ở đâu trong tam giới này thưa trưởng ban? Tất cả gì nó cũng nằm trong cái trái đất và tam giới này thôi. Thì cái đại hải thanh tịnh chúng á, thì con phải hiểu thế này nè. Cái đại là lớn, cái hải là cái biển, thanh tịnh là cái biển không có động. Hiện nay là đời 4.0, con phải tìm trong cái đáy đất và tam giới này có chỗ nào cái biển không động thì lên đó sống đó, chết lên thì nó sống đó. Còn chỉ ba không chỉ, còn bác muốn chỉ đó thì chỉ cái nào mà tổ chức cái này nè, bác sẽ chỉ, lại hỏi bác phải chỉ tại chỗ luôn, chỉ thẳng được. Còn con hỏi thì bác chỉ trả lời căn bản thôi, thấy không? Chứ còn chỉ cái địa chỉ của cái biển đó cho bác không chỉ, thấy không? Vì cái địa chỉ này phải đúng cái người lập ra cái đạo đó, hỏi bác chỉ cho nghe. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, vậy con hỏi câu kế tiếp là cửu huyền thất tổ là gì thưa trưởng ban? Cửu là chính, huyền là cái họ, chính họ. Thì trong đó là gì? Su gia nè, thấy không? Ba bốn đời nó phải thành được chính cái họ. Thất tổ là bảy đời tổ. Ông nào sống được 90 tuổi trở lên thuộc về tổ của cái dòng họ đó, thấy không? Thì trong chính cái họ này sẽ có bảy ông tổ. Mà người đạt được cái đó thì mới thành lập ra cái bàn thờ cửu huyền thất tổ mới đúng. Còn nếu người nào không đạt cái dòng họ nào không đạt cái này, đừng có thờ mất công lắm. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu thứ 13 là người tu mà khôn thì phải tìm hiểu đạo như thế nào thưa trưởng ban? Tu mà khôn thứ nhất là mình phải trí tuệ. Mà muốn tìm hiểu đạo thì trước hết anh muốn tu đạo nào thì phải tìm được cái quyển giáo lý của cái đạo đó. Về cái đạo, cái quyển giáo lý là cái quyển nói gì chân thật của cái đạo đó. Thấy không? Người khôn phải học trí tuệ và tìm được quyển giáo lý thì mới là người khôn. Còn nếu mà anh không có hai cái phần này, anh thuộc về tu mù. Rồi, hỏi tiếp đi. Dạ, vậy người tu mà khờ á, là người này là người như thế nào thưa trưởng ban? Khờ ở đây thì bởi vì con người ta nó có 10 cái tầng bậc. Cái tầng bậc mà dự 10 trên 10 nó gọi là thánh á. Còn mà 3-4 thì nó khờ, 3-4% cái âm càng nhiều càng khờ. Âm là nặng. Càng nặng bao nhiêu thì con người chậm chạp, khờ khạo tới đó. Chữ khờ là do cái theo quy luật vật lý âm dương, dương nhiều là khôn, dương âm nhiều là ngu, càng nhiều càng âm càng ngu, càng dương càng khôn, thế giới vật lý này nó là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu kế tiếp là thưa trưởng ban, tại sao có người đụng ai cũng lại thưa trưởng ban?
Thì cái này nó khờ quá, thì nó âm nhiều quá, nó âm nhiều quá, nó thấy ai nó cũng thấy cũng là thánh hết, thành nó lại vậy á. Tại nó âm quá thì nó thành nó khờ. Cũng như bây giờ người ta nói mình còn không biết chữ thì sao, này dốt quá, càng không biết một chữ thì càng dốt đặc luôn, gọi là dốt đặc là không biết một chữ, còn dốt khá thì còn biết hai ba chữ, thấy không? Nó cũng nằm theo cái quy luật của nhân quả trái đất này thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con hỏi câu kế tiếp là tại sao có những người thích làm tôi tớ cho người khác, thưa trưởng ban? Cái này nói đúng ra trong cái dòng máu của người ta nó âm mà nó có cái dòng máu nô lệ trong đó. Âm mà nó có cái dòng máu nó chạy chậm chạp, gọi là dòng máu nô lệ, nó chạy chậm. Âm mà nó chạy nhanh thì nó không là nô lệ, mà anh nó chạy chậm thì nó là gọi là dòng máu nô lệ. Thì người nào thấy cái nào cũng lại hết, thấy nào cũng sợ hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu kế tiếp là con nghe nói đạo Phật là đạo khoa học, vậy đạo Phật dạy gì là khoa học, thưa trưởng ban? Đạo Phật là khoa học là dạy cái gì cũng khoa học. Ví dụ bây giờ nói về hình thành trái đất nè, người ta nói rõ ràng có công đoạn hình thành trái đất, hình thành con người cũng bằng khoa học, hình thành tánh người cũng bằng khoa học, rồi luân chuyển trong trái đất này cũng bằng khoa học, hữu hình vô hình cũng bằng khoa học, chứ không phải như vậy, chứ không phải mơ hồ. Như thế mà gọi là đạo Phật khoa học là cái chỗ này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu thứ 18 là con thường nghe nói nhà nước cấm mê tín dị đoan, nhưng con không thấy có văn bản nào cấm. Vậy văn bản này cơ quan nào chịu trách nhiệm phổ biến ra, thưa trưởng ban? Cơ quan này thì nó thuộc về Bộ Văn hóa. Mê tín dị đoan là Bộ Văn hóa, đây là cái văn hóa của dân tộc, thấy không? Nên thì cái cơ quan mà chịu trách nhiệm ở trung ương là Bộ Văn hóa, còn địa phương là phường nhã thuộc về cái ban văn hóa phường xã, chịu trách nhiệm với vấn đề này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, vậy cho con hỏi là nếu người dân mà làm những chuyện mê tín dị đoan thì cơ quan nào là chịu trách nhiệm vậy, thưa trưởng ban? Thì nó cũng thuộc về cơ quan văn hóa thôi, thấy không? Mà cái người thi hành đó là ai? Anh phải đi cái cơ quan văn hóa và anh đi theo cái anh cảnh sát. Vậy có anh cảnh sát đi theo, anh cảnh sát thực thi, còn cái anh văn hóa đây là chỉ thị thực thi. Hai cơ quan dẹp này là phải anh cảnh sát và anh văn hóa thì mới đúng. Luật nó là vậy, hai cái thực này. Còn nếu mà dân chủ thêm thì phải có cái ban đại diện nhân dân, đại diện ba cái này. Lại lập biên bản anh đây làm này nè, thì có nhân dân đồng ý, gọi là cái hội nhân dân, rồi hội thanh niên và phụ nữ gì đó, thì phải có cái hội này, rồi đồng thời có cái anh cảnh sát và đồng thời có cái anh văn hóa phụ trách văn hóa. Ba cái nơi này họp lại thì mới xử lý được cái anh mê tín này. Còn nếu mà thiếu thì không được, thiếu đơn phương không được, thiếu đơn phương anh trù dập người ta thôi. Phải có ba cái nơi này đúng thì mới lập cái biên bản và phạt người ta về cái tội mê tín. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu thứ 20. Về tín ngưỡng không sai á thì trí óc người đó phải như thế nào, thưa trưởng ban? Trí óc mà tín ngưỡng không sai thì trí óc người đó phải sáng suốt và biết khoa học. Thứ nhất là phải biết khoa học, mà thời buổi 4.0 này phải sử dụng bằng cái trí tuệ khoa học, trí tuệ 4.0. thì là không có cách gì là làm sai được hết. Còn nếu mà anh không có đầy đủ cái này thì hoàn toàn anh đã tin sai hết, thấy không? Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu kế tiếp là thưa trưởng ban, nhiều công ty du lịch muốn dẫn khách đến chùa Thiền Tông Tân Diệu để dự lễ truyền bí mật Thiền Tông và hỏi về pháp môn Thiền Tông học này, thì trưởng ban có biết việc này hay không? À, biết. Thì nói đúng là cũng biết, nhưng mà hiện giờ cái bệnh Covid đang phát triển thành mình không làm được. Vì thế mà trong số này có số anh em có phát hành ra một cái quyển cẩm nang du lịch đến chùa đặc biệt. Tôi thấy anh em là đang phát cái quyển này, thì tôi mới nghe, tôi có ban nhưng mà tôi cũng biết sơ sơ. Nhưng mà tôi thì cái chùa Tân Diệu này không phải đợi cho đến cái công ty du lịch nó đến đâu. Tôi mở cửa sẵn sàng đón tất cả những đoàn thể nào đến dự cái lễ truyền thiền, báo cho tôi biết trước.
báo cho anh em trực biết trước thì người ta sẽ tiếp đón một cách đàng hoàng, cửa mà có đầy đủ có cái nơi ngồi để mà dự lễ truyền thiền. Còn muốn vậy, muốn hỏi đáp thì người ta cũng phải có báo cho các anh em trực để người ta sắp xếp chỗ. À, thì cái chùa Tân Diệu từ khi mà nhận được cái bản mà UNESCO rồi thì nó đã có ý niệm này, mà bây giờ có nhiều anh em đã in cái quyển sách này ra rồi. Thì cái này có, bác có biết cái này. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu kế tiếp. Dạ thưa chưởng ban, quyển sáu mẫu tu của Đạo Phật có thủ ấn, chưởng ban có làm mẫu trên thực tế để người tu họ thực hiện đúng theo mẫu không thưa chưởng ban? Có, bây giờ nó đã hoàn thành ở chùa rồi. Mà nó còn chỉ gắn mấy cái hình tượng Phật xong mà thôi. Đã sáu cái pháp môn tu tưởng đã làm rõ ràng bằng trên thực tế nào ạ? Anh em nào muốn tu, các chùa nào tu mà muốn tu gì thì lại chụp hình cái chùa đó đem về. Hoặc là khi mà mình đến chùa mà mình hỏi, mình không hiểu rõ đó, mình hỏi thì anh em có cái người ta chịu trách nhiệm hướng dẫn cho. Thấy không? Cái này nó có độc nhất vô nhị ở Việt Nam và thế giới luôn. Chưa nơi nào có một cái thủ ấn để mà tu theo Đạo Phật. Vì Đạo Phật có sáu môn tu thì nó cũng phải có sáu thủ ấn riêng của nó. Thôi con hỏi tiếp đi. Dạ con hỏi câu kế tiếp. Là con nghe nhiều người nói hỗ trợ đắp tượng để giúp nhiều người hiểu giải thoát thì có nhiều công đức, thì có đúng như vậy không thưa chúng ban? Trên đời này không có gì mà công đức bằng cái phục vụ thiền tông. Đắp tượng hay là vấn đề phổ biến thiền tông, anh giúp cái này là đúng là có công đức. Thấy không? Ngoài ra không có gì. Tất cả gì mà thiền tông nó nói ra thì giúp được cái này là anh phải có công đức. Còn thí dụ cái chùa thường là anh chỉ có phước đức, thậm chí anh bị ác đức luôn. Chùa thường, chùa vật lý. Chùa vật lý duy nhất có hai đường: một, phước đức; hai, ác đức. Thấy không? Đó, chỉ có cái thiền tông nó mới đưa con người ta trở về Phật giới bằng công đức. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, vậy con hỏi câu kế tiếp là nếu mình hỗ trợ đắp tượng cúng dường cho chùa vật lý là không có công đức phải không thưa chứng ban? Bây giờ cái công đức mình phải hiểu, hiểu nguyên tắc công đức là gì? Đưa người ta trở về Phật giới, cho người ta hiểu cái đạo Phật, hiểu cái sự thật trái đất này gọi là có công đức. Còn phước đức là giúp người ta an vui ở trên trái đất này gọi là phước đức. Chùa vật lý thì duy nhất chỉ phúc là an vui, hoặc là nếu mà làm sai thì giúp người ta ác đức đưa vào trong cái thế giới gọi là nặng nề nhất của cái trái đất này gọi là ác đức ở chỗ đó đó. Rồi, cháu hỏi tiếp đi. Dạ, con hỏi tiếp câu thứ 25 là con nghe nói chưởng ban đang thực hiện mô hình đường về Phật giới, có phải như vậy không thưa chưởng ban? Đúng rồi, trong vòng một tháng nữa sẽ bắt đầu căn bản đã hoàn thành. Thì trên đường về Phật giới đó, thì từ cái khi mà mình bắt đầu mình mất rồi đi dần dần đi về Phật giới thì gặp 29 ông Phật ở trên Phật cõi Phật luôn, sẽ bắt tay từ 29 ông này. Đây là cái mô hình để tập cho cái Phật gia lớn, thứ nhất là lớn tuổi, tập để đi về Phật giới không ngỡ ngàng khi đi về thật. Đây là cái mô hình, giống như con, tất cả những con đi đâu á, thì con phải đi qua cái mô hình, thì con đi mô hình thật, đi đến cái thế giới thật, nó còn không bị kêu bằng sai, không có hiểu nhầm, thấy không? Thì chùa Thiền Tông Tân Diệu đang thực hiện cái này. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, vậy là mô hình đường về Phật giới này là mô hình có 102 ở trên trái đất này, có phải như vậy không thưa chưởng ban? Đúng rồi, bởi vì đâu có ai biết giải thoát đâu. Trên trái đất này không ai hiểu, trên trái đất này chưa có cái thứ hai dạy giải thoát, duy nhất chỉ có chùa Tân Diệu dạy giải thoát. Vì thế đây là cái mô hình độc đáo số một trên thế giới này, kể cả Việt Nam luôn. Rồi, cho hỏi tiếp đi. Dạ, vậy người mà được vào thử mô hình đường về Phật giới này thì phải là người như thế nào thưa chưởng ban? Khi mà ta khánh thành cái này đó, thì ta chọn thứ nhất là những người lớn tuổi đó, ta cho đi trước, mấy người nhỏ tuổi cho đi sau, thấy không? Tại vì sao? Cái người lớn tuổi là cái người ta sắp đi rồi, sắp đi con đường này thì cho mấy người đó thực tập trước, thấy không? Còn những người nhỏ nhỏ thì bởi vì nếu mà đi ra đó trong vòng nửa tiếng mới có một người xong một người thôi, nửa tiếng đồng hồ,
Thành ra còn một ngày có thể là một hai người thôi, chứ không nhiều đi. Mà khi truyền thiền có 50 người còn suy nghĩ làm sao? Đâu có thể cho đi hết được. Thấy không? Thành ra phải chọn mấy cái người lớn tuổi để cho người ta đi trước, rồi mấy người kia đi từ từ đi sau. Thấy không? Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, vậy con hỏi câu cuối cùng là mô hình đường về Phật giới này thì khoảng bao lâu nữa là hoàn chỉnh rồi, thưa trưởng ban? Theo thợ nó nhận xây dựng là 3 tháng. Mà nay nó mới khởi công được mới có 5 ngày, con suy nghĩ đi chừng nào. Nó hứa là 3 tháng chứ, nhưng mà dù muốn tắt ăn thì cuối năm 2020 này sẽ hoàn thành. Thì cuối năm còn có 3 tháng mấy nữa thôi. Hoàn chỉnh thì phải cuối năm 2020. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con đã hết câu hỏi. Dạ, xin cảm ơn bác trưởng ban. Dạ. Thưa bác, con tên Nguyễn Thị Minh Trang, ở thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con đến đây có một số câu hỏi thắc mắc, muốn xin bác giải đáp cho con ạ. Rồi, con hỏi đi. Câu thứ nhất, thưa bác, con nghe nói bác có trong tay quyển giáo lý Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông mà cả thế giới chưa nơi nào có. Sao bác không trình với Giáo hội Phật giáo Việt Nam để xuất bản quyển sách này thành nhiều thứ tiếng để cả thế giới biết Việt Nam có báu vật Phật giáo, thưa bác? Con suy nghĩ rồi, cái quyển quyền ký xuất bản mà giờ cấm mà không cho xuất bản nữa thì làm sao cái quyển giáo lý ra đời được? Vì cái quyển giáo lý này là cái quyển có 102 trên thế giới này. Mà giờ cái quyển quyền ký còn không cho thì làm sao mà cái quyển này dám đưa ra? Thành ra không được. Muốn xuất bản này thì quyền ký phải cho tái bản và đồng thời cái quyển này mới được xuất bản. Rồi, con hỏi tiếp đi. Thưa bác, con có ý kiến này. Quyển giáo lý Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông Việt Nam, đây là Đạo Phật Khoa Học rất quý giá. Vậy sao bác không trình thử với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thử xem sao? Bác đâu có tư cách gì mà trình giáo hội. Bác không phải là ông thầy tu, mà cũng không phải là một Phật tử nữa, mà là một cái nhà nghiên cứu thôi, nhà sưu tầm thôi. Không có đủ tư cách vào mà đi nói chuyện với mấy ông thầy. Chứ đừng chi mà nói chuyện với giáo hội. Thôi, con bỏ ý định này đây. Rồi, con hỏi câu thứ ba đi. Thưa bác, tại sao Giáo hội Phật giáo Việt Nam không cho xuất bản quyển giáo lý Đạo Phật phát cho các thầy học để Đạo Phật có giảng sư Phật học chuẩn để các thầy giảng giống nhau, thưa bác? Cái phần này á, thì cháu hỏi vậy cũng rất đúng nhưng nó sai chỗ. Cái này thì con phải hỏi giáo hội chứ làm sao bác? Bác đủ tư cách mà hỏi giáo hội. Bác chỉ là một soạn giả bình thường thôi, không đủ tư cách đâu. Nên là nếu con hỏi thì hôm nào con rảnh á, con viết thơ con hỏi. Còn hoặc là con trực tiếp con hỏi thẳng giáo hội. Chứ bác không đủ tư cách ở đâu. Bác chỉ là một soạn giả bình thường, không được tiếp xúc với ai hết. Chỉ tiếp xúc mấy người bình dân thôi. Chứ những người có chức, có vụ, có tu này cái thôi. Bác không dám rớ tới. Rồi con hỏi câu khác đi. Thưa bác, con có ý kiến này. Giáo lý Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông Việt Nam là một báu vật của Đạo Phật Việt Nam mà không đem ra sử dụng thật là quá uổng, phải không thưa bác? Đúng như vậy. Nhưng mà nó cái kẹt này nè. Cái quyển giáo lý này nó ra, nó nói bằng sự thật. Thì những người mà tu không phải tu giải thoát họ rất ghét. Vì thế mà không thể xuất bản trong cái thế giới vật lý này được. Thấy không? Thành ra cái quyển giáo lý này rất khó xuất bản lắm. Rồi con hỏi câu khác đi. Dạ thưa bác, con hỏi câu kế tiếp ạ. Thưa bác, con có ý kiến này. Nếu quyển giáo lý Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông Việt Nam mà bác xuất bản được thì nhiều người sẽ biết được cái cốt tủy của Đạo Phật, có phải không thưa bác? Đúng rồi, tất cả những người mà đọc được quyển giáo lý Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông Việt Nam thì người này sẽ là người trí tuệ rất cao, không tin lầm bất cứ cái gì hết. Thấy không? Đó, vì thế mà cái quyển giáo lý Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông này nó có rất giá trị rất cao, cao hơn tất cả các sách vở bình thường, chứ không phải đơn giản này. Cháu đọc 1000 quyển sách chưa bằng đọc một quyển sách này. Rồi, con hỏi tiếp đi. Thưa bác, nếu quyển giáo lý Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông mà được bác xuất bản thì Việt Nam sẽ là Đạo Phật vua cả thế giới, phải không thưa bác? Đúng rồi.
Nếu mà cái quyển giáo lý đạo Phật khoa học thiền tông Việt Nam mà được xuất bản thì cái quyển này sẽ là vua tất cả các giáo lý của thế giới này, chứ không phải nhỏ đâu. Phải không? Con nói rất đúng. Rồi con hỏi câu khác đi. Nếu quyển giáo lý đạo Phật khoa học thiền tông Việt Nam được xuất bản ra nhiều thứ tiếng thì đạo Phật sẽ là đạo số 1 trên thế giới, có phải vậy không thưa bác? Đúng rồi. Hiện giờ trên thế giới các đạo là gọi là đạo linh thiêng thôi. Không có cái đạo nào gọi là đạo khoa học. Vì thế mà đạo Phật khoa học thiền tông Việt Nam được công bố cho thế giới biết thì đây là cái đạo vua, không có đạo hơn. Không có cái đạo nào hơn cái đạo khoa học thiền tông Việt Nam. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, nếu quyển giáo lý đạo Phật khoa học thiền tông được xuất bản thì duy nhất trên thế giới ở Việt Nam đạo Phật có đạo khoa học, có phải không thưa bác? Đúng rồi. Trên thế giới chỉ có đạo linh thiêng chứ đạo khoa học hoàn toàn không có. Tại Việt Nam cũng không có cái đạo khoa học. Mà duy nhất chỉ có tại chùa Thiền Tông Tân Diệu mà nó có cái đạo khoa học thôi. Thấy không? Trên thế giới không có nơi nào đạo học. Mà trên thế giới chỉ là đạo linh thiêng, đạo hiển linh thôi, chứ không đạo khoa học. Rồi, con hỏi tiếp. Thưa bác, xin bác giải thích cho con và mọi người biết thành quả của sáu pháp môn tu trong đạo Phật nè. Thành quả sáu pháp môn tu thì sáu pháp môn tiểu thừa thì tu sau cùng được thành thánh A-la-hán. Quyển thứ cái pháp môn thứ hai là trung thừa tu để thành giảng sư đạo Phật. Quyển thứ ba tu để thành kỹ sư đạo Phật. Quyển thứ tư tu để giảng sanh lên nước cực lạc hưởng sung sướng. Thứ năm tu để thành thần y trị bệnh. Thứ sáu tu để trở về Phật giới. Đó là sáu pháp môn tu của Đức Phật, rõ ràng như vậy. Rồi con hỏi tiếp. Dạ thưa bác, cho con hỏi căn bản của giáo lý đạo Phật khoa học thiền tông dạy cái gì ạ? À? Căn bản giáo lý đạo Phật khoa học thiền tông là Đức Phật dạy về căn bản từ con người bằng khoa học. Tánh người, thân người, vạn vật trên trái đất, sinh tồn của trái đất này, cõi vô hình, kể cả trái đất. Trái đất nó bị hành thành, rồi nó bị trụ, rồi nó bị hoại, nó bị diệt của trái đất. Là khoa học, nói cái gì cũng bằng khoa học, gọi là đạo Phật khoa học. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, tại sao đạo Phật khoa học thiền tông Việt Nam không có cúng cho ai ăn ạ? Tất cả các đạo Phật nó có cúng, nhưng mà riêng cái đặc biệt đạo Phật khoa học thiền tông không cúng. Là sao? Tu để trở về Phật giới, chứ không phải tu để thành cái gì ở đây. Tu thành cái gì ở đây thì phải cúng, còn phải tu về Phật giới thì lo bỏ, kêu mà bỏ của chạy lấy người, không có là không có hình thức lễ lọc gì dưới này hết rồi, không cầu xin lại đục cúng ai đó. Tu hiểu để biết chạy về, nghe không? Vì thế mà bỏ cái gì cúng. Còn người ta tu ở thế giới này, người ta tu cúng là người ta tu theo đạo thánh thì ta phải cúng, hoặc là tu đạo thần ta phải cúng, đạo tiên phải cúng. Tất cả những cái đạo lập ở trên thế đất này hoàn toàn cúng cầu lại lục là phải thực hiện ba cái này. Còn riêng cái đạo Phật khoa học thiền tông tu để chạy, chạy ra, không có dính líu gì tới cái thế giới này làm gì cúng, phải không? Ý nó là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, tại sao đạo Phật khoa học thiền tông không có tụng kinh thưa bác? Thì đã nói rồi, đạo Phật khoa học trên trái đất này Phật dạy đạo để cho mình đọc, cái kinh viết ra để cho mình đọc chứ không phải tụng. Làm sao tụng? Đọc kinh cho hiểu, hành cho đúng để mà trở về Phật giới. Tụng kinh là ngậu đó, cái tụng hoài dính cứ ngắt trong cuốn kinh làm sao giải thoát được. Bởi vì trái đất này mà dính cái gì thì dính chết cho đó. Vì thế mà đạo Phật không có tụng. Tụng là gì? Đọc thôi. Đạo Phật khoa học thiền tông Việt Nam chỉ đọc không tụng. Tụng là cái ngầu nó gõ mỏ tụng hoài, không đúng. Đọc cho biết, trở về. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, tại sao đạo Phật khoa học thiền tông không có lạy thưa bác? Lạy ai trái đất này? Trái đất là ngũ thú tập cư. Thần thì quản lý mình, thực thi nhân quả mình, không lẽ lại ổng xin ổng không được thi, không được. Thần là một cái người quản lý, mình không có lại ổng được. Mình
Không lẽ mình lại mình, thần người ngạ quỷ, mình đi không lên lại, lại ngạ quỷ. Ngũ thú tập cư con suy nghĩ là lại ai. Trên thế đất nó có, nó năm loài vậy đó. Còn súc sanh địa ngục thì nó tệ quá, thôi mình không nói tới. Thấy không? Quan trọng nhất là cái ông thần thực thi nhân quả và kiểm soát nhân quả. Không, ông bắt buộc ông cho lại. Tôi sử dụng đúng theo luật quy luật vật lý nhân quả chứ không ấy. Còn người không lẽ mình lại mình, còn ngạ quỷ không lẽ mình lại người quỷ đi được cái gì. Vì thế mà đạo Phật Thiền Tông không được quyền lại ai hết, không cúng không cầu không lại là chỗ này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, Đức Phật không cho lại, cớ sao các quý thầy lại cho yêu cầu Phật tử lại? Sao lại có chuyện lạ như vậy thưa bác? Đã tu vật lý thì phải lại người ta. Nó ta tu rồi thành ông thầy rồi đó, thì mấy cái người không tu phải là lại người ta. Mấy người vật lý là được quyền. Là vì sao? Ông bắt ông lại là gì? Lại ông đó thì mình có phước, mà cái ông đó đã bị vô phước, cái ông bị lại vô phước, thì cứ càng lại càng tốt. Càng lại mấy ông thầy thì ông thầy càng đi xuống với cái hầm sâu đó. Con nhớ trong cái kinh Đức Phật có nói là khi có ông Anan cũng nằm trên bao, thấy một tất cả Phật tử đi trên cầu gì, mấy ông thầy lằn hộp ở dưới sông là ai? Ông thầy á, mấy ông đó là ông bị ông được người ta lại chui xuống sông ở sông dơ đó. Trong kinh nói rõ ràng chứ không phải là Thiền Tông dựng chuyện đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, con và mọi người muốn tu phước thì phải tu như thế nào ạ? Tu phước thì nó dễ lắm. Bây giờ cái tổ chức của cái xã hội Việt Nam mình, cái nơi nào mà có thương binh xã hội đó, cái phòng đó đó, cái sở, cái bộ, cái sở, cái phòng, cái bàn, vô trong cái phòng thương binh xã hội này, con bỏ tiền con phụ giúp này, phước đức vô số. Thấy không? Phước đức vô số, đừng đi tầm bậy. Có nghĩa là nếu mà con vô thần mà con cúng không đúng, ổng đâu có bàn phước cho mình được đâu. Vô thánh cũng vậy. Mà chỉ vô đúng cái thương binh xã hội của cơ quan của nhà nước, hệ thống cơ quan nhà nước, thương binh xã hội, con vô đó đó. Con bỏ tiền vô đó, ha, bỏ vật dụng vô đó, thì người ta sẽ phát đi, thì con có phước đức 100%, không sai sót một chút nào hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, con và mọi người muốn tạo công đức thì phải làm sao thưa bác? Tạo công đức thì nó có cái ý thế này nè. Con giúp người ta hiểu cái này là con có công đức. Con giúp người ta trở về Phật giới con có công đức. Thì bằng hình thức nào đó? Một là con làm bất cứ gì mà người ta hiểu cái này thì con có công đức. Con cứ căn cứ vào cái này, giúp người ta hiểu Thiền Tông có công đức, giúp ta trở về Phật giới có công đức, bằng phương tiện gì đó thì con sẽ làm bằng phương tiện đó, thấy không? Chứ đừng có đi ra tầm bậy. Theo cái hệ thống Thiền Tông thì con cứ vào trong cái hệ thống Tông, nhưng mà bác không nói là làm cái gì, nhưng mà cái hệ thống Thiền Tông con làm gì cũng có công đức hết, thấy không? Không ít thì nhiều chứ không có cách nào mà nó đi sai, không có đi sai qua cái ấy. Mà nếu mà con có tạo đi vô trong cái hệ thống này mà con có công đức, nếu con chấp nó bị bôi thôi, chứ công đức không mất nha. Nhớ là công đức vẫn có nhưng mà cũng bị bôi đen thôi. Để dành đem về Phật giới xài thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, con và mọi người tham gia cầu siêu cho người đã quá cố, vậy có công đức không thưa bác? Phước đức cũng chả có chứ được công đức. Nên nhớ cầu siêu nó có cái thế giới vật lý này nè. Chiến sĩ thì người ta thuộc dịch bên cái ngành của người ta, mình không cầu siêu được. Người bình thường không cầu siêu bên chiến sĩ được. Còn ở người dân thường, cái người chết đó là ai? Mình phải biết 1.000 người chỉ có một người cầu siêu được thôi, chứ không phải là người nào cũng phải cầu siêu được. Mình phải hiểu cái ông chết đó là ông đó là ai. Ông tử tội mà ông cử tội mà ông lại cầu siêu là con còn chết theo ông luôn. Tử tội là cái người bị về vừa trên thế giới này đoạn mạng bằng tứ đại, xuống dưới âm phủ đi vào tầng thứ 18, con cầu nổi không? Phải không? Phải hiểu. Còn bên quân đội là của riêng à, bên quân đội của người ta. Tổ quốc
Bên đó là bên tổ quốc ghi công của người ta, chứ không phải bên dân sự không được. Mình ở đây sống ở đây gọi là sống bằng dân sự, tu theo dân sự, chứ không phải tu theo quân sự được. Quân sự nó khác, quân sự nó có hệ thống riêng của nó, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, con ở thành phố, con vào chùa Ngọc Hoàng để cúng dường, vậy có công đức không thưa bác? Chùa Ngọc Hoàng nó là ai? Là thánh. Cúng thánh mà làm sao có công đức? May lắm là có phước đức thôi. Nhưng mà nên nhớ rằng, cúng để làm cái gì? Ngọc Hoàng có ban phước con được không? Không có, thì con không có phước đức. Mà cúng cái chùa Ngọc Hoàng thì coi chừng. Ai ở đó, ai trong chùa đó. Phần này bác không nói rõ là hoàn toàn phước đức còn không có, chứ đừng nói chi phước công đức. Vô cái chùa thờ này, gọi là Ngọc Hoàng là thờ thánh, nên nhớ là thánh. Con tu, con nếu mà con tu thiền tông, con phải hiểu thánh đó là ai. Thấy không? Có công đức phước đức cộng lại nằm ở chỗ này. Con cúng ai thì mới có phước đức, cúng ai mới có công đức, cúng ai mới bị ác đức. Con phải hiểu cái thế giới này nó là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bé, trước đây con có tu theo, trước đây con có ngồi thiền, nhìn thấy đức hình bóng của Đức Phật A Di Đà. Vậy đưa hình bóng của Đức Phật A Di Đà có thật không thưa bác? Con biết A Di Đà Phật là ai? Phật ở Phật giới. Ông A Di Đà này, ông có cái nguyện, ông có cái hành tinh tịnh độ. Lâu lâu ông mới đến tới cái hành tinh ông giải đạo. Ông hành tinh ở tam giới, cái dòng ba của tam giới. Ông thì giờ đâu mà ông hiện cho con thấy. Trái đất này là nơi ngũ thú tật cư, người nào ở trái đất này hiện được là thánh. Con thấy đó là thấy thánh chứ không phải A Di Đà. Giờ con suy nghĩ ở cả trái đất này, ta ngồi thiền thấy A Di Đà, ai cũng thấy, không lẽ ông phân thân. Có nghĩa là thánh lúc nào cũng ở sát bên con. Con phải hiểu công thức này nè. Trái đất này quản lý là thần. Dù con ở lại trái đất này là thánh, không cho con về. Đó. Thì con muốn thấy A Di Đà là thánh hiện cho con thấy đó. Chứ con, ông Di Đà, vì thế mà trong kinh Kim Cang Đức Phật bảo là gặp Phật phí giết Phật. Gặp A Di Đà thì ông lâu rồi ông ra giết ông liền. Thấy không? Thì mới tu đúng thiền tông. À, thì mình phải hiểu cái thế giới này. Mình tu theo đạo Phật là phải hiểu cái quy luật vật lý của nó. Trái đất này là ai có hiện hình biến tướng được là ai. Mình phải hiểu cái này thì tu đạo Phật mới tu đúng được. Rồi con hỏi tiếp đi. Có người tu đạo khác hỏi con, tu theo đạo Phật để được cái gì? Con trả lời để giải thoát. Người này hỏi, vậy con giải thoát để đi về đâu? Con trả lời không được, con xấu hổ quá. Vậy con phải học giải thoát ở kinh sách nào thưa bác? Bởi vậy con tu mà con không hiểu thì trả lời trật vật. Thế cho muốn học cái này trăng bản con phải vô học cái giáo lý trước. Đạo nào cũng vậy. Đạo nào, nếu mà đạo giải thoát thì con phải học cái đạo giải thoát, đọc cái quyển giáo lý của đạo giải thoát thì con mới biết được giải thoát. Thế bây giờ cái đạo không dạy giải thoát, cái đạo mà dạy con đi hưởng phước thì làm sao giải thoát, thấy không? Vì thế mà con phải tìm được cái quyển giải thoát con học thì con mới nói cái chuyện đạo giải thoát được. Còn nếu con không tìm được cái quyển này thì thôi, con bị người ta chửi con ráng chịu, thấy không? Có nghĩa là không biết chữ về đặt đi dạy chữ người ta là sao? Nó chửi ráng chịu. Biết giải thoát thì nói, còn không biết thì thôi. Không biết giải thoát mà đi chỗ này chỗ kia nói tùm lum tà lá thì nó chửi ráng phải. Thì nó chửi con xấu hổ, con ráng chịu. Tại vì cái tật của con là không biết giải thoát mà bày đặt đi nói người ta về giải thoát, phải không? Thôi cố gắng về kiếm vợ quyển giáo lý giải thoát học đi, rồi mới đi ra ngoài nói. Con không biết thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, đạo Phật là đạo giải thoát, con tu theo đạo Phật mà hai chữ giải thoát con cũng không biết, con quá xấu hổ. Khi nào quyển giáo lý đạo Phật khoa học thiền tông xuất bản, bác cho con xin một cuốn thưa bác. Ráng đợi đi, chừng nào nhà xuất bản nó cho xuất bản thì bác sẽ thông báo trên mạng đó. Thì mặt tình đây lại muốn xin 10 quyển bác cũng cho, chứ không có được một quyển đâu, thấy không?
Khi mà cái quyển mà giải thoát ra đời thì ai xin bao nhiêu bác có cho, đáp ứng cho, phải không? Bao nhiêu cũng cho hết. Đại diện một làng lại xin bác cũng cho nữa, đại diện một tỉnh là xin bác cũng cho luôn, phải không? Vì cái quyển giáo lý này nè, bác sản, bác xuất bản không hạn chế số lượng. Nhưng mà xin tới đâu thì cho tới đó, phải không? Nhưng muốn ấy phải đăng ký trước. Ví dụ mà con xin 100 quyển thì bác phải đăng ký để gì? Bác in, móc tiền coi, coi còn đủ không? Mới đi in nữa. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, con có ý kiến này. Ngày xưa Đức Phật tiên dạy pháp môn thanh tịnh thiền trên mặt bằng núi Linh Sơn, các đệ tử của Ngài cũng cho Ngài bị ma ám. Ngày nay chùa Thiền Tông Tân Diệu trình bày pháp môn giải thoát, vậy cớ sao các thầy lại cho là của bọn ma vương thưa bác? Thì cái này nó đúng rồi, ông Phật còn nói ổng là ma vương, ổng chi cái chùa Tân Diệu. Ông Phật thì nó nói ổng là ma ám, còn chùa Tân Diệu nó thuộc về quỷ dương chứ không phải ma vương đâu, được quỷ dương. Thiền Tông là quỷ dương của trái đất này nè, nó chửi ma dương còn nhẹ, chứ nó chửi quỷ dương mới là đúng. Vì nó phá, mà nó phá việc làm ăn của ta. Trái đất này ta cúng mà nó thật thật rồi sao ta cúng được, thì nó chửi là ma dương, quỷ dương, tà đạo rất đúng. Không sao, thì bác cũng vui vẻ thôi. Bởi vì chú hiểu quyển giáo lý nói là nếu phổ biến ra thì nó chửi đủ thứ, những danh từ nặng nhất nó sẽ chửi, con có chịu nổi không, trừ giết con thôi, chứ nó chửi chịu thoải mái, cho nó chửi thoải mái luôn, đừng có giết. Giết thì nó bị vi phạm cái luật hình sự của trái đất này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, mục đích của đạo Phật là giải thoát, cớ sao các tiến sĩ Phật học lại không biết thưa bác? Cái giải thoát này thì mới Đức Phật mới cho công bố cách nay 3 năm. Ổng viết trước là 2564 năm về trước. Ổng mới cho công bố vào năm 2561 năm. Thì mấy ông thầy tiến sĩ làm sao biết được, nên nhớ là không biết. Bởi vì cái đạo Phật, cái đạo giải thoát này mấy ngàn năm sau, mấy ngàn năm lưu hành, không hoàn toàn không ai biết cái chữ giải thoát là cái gì. Mà ta chỉ nói tu tưởng thôi, thấy không? Vì thế mà không biết là vậy. Thế mà mình cũng không trách người ta đâu. Vì cái này mà bây giờ mới vừa ra công bố ra, nó là của Mỹ quỷ dương rồi, con suy nghĩ nó làm sao ai biết. Công bố giải thoát ra nó là của ma dương, làm sao? Mình phải chịu chứ sao? Ông Phật đã nói trước rồi. Giờ hỏi con dám mà dám công bố không? Nó chửi con ma dương con chịu không? Nói ôi quỷ dương cũng được, chứ ma dương cũng thua gì. Rồi hỏi tiếp đi. Các vị trong đạo Phật đi giảng đạo giải thoát, cứ sao các thầy không biết mà cứ đi giảng hoài, vậy ai chịu trách nhiệm sai sót này thưa bác? Chịu trách nhiệm là cái ông quản lý của ông thầy đó, chịu trách nhiệm của ông đó đó. Ông nào cử ông thầy này đi là ông thầy, cái ông đó chịu trách nhiệm, chứ làm sao biết. Giống như con sai ai đi làm cái gì đó, nó làm tầm bậy rồi con chịu trách nhiệm. Còn cái ông nào mà sai cái ông thầy đi giảng mà không biết giảng tầm bậy bạ thì cái ông sai đó là cái ông đó chịu trách nhiệm đó. Thế giờ con lục hồ sơ lại coi ông nào, con thấy cái ông nào đi giảng sai thì con hỏi chứ ông ở đâu, ở chùa nào. Nó à, tôi chùa A chùa B, thì em lại có chùa đó. Nó hỏi tại sao cái ông giảng tầm bậy mà ông cho đi giảng hoài vậy, con phải hỏi mấy cái chỗ đó mới đúng, thấy không? Còn bác chỉ biết phân tích thôi chứ còn bác không biết, chứ không thể nói đi sâu vào được. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác, con đã xin hết câu hỏi ạ.